Em chào các bác nhé, em là Duy, chuyên bán trường kỷ ở xã Nhân Khang. Chúng em nhận của khách hàng đặt cái bộ trường kỷ gỗ gụ Lào nha các bác. Chân 12 chỉ, dài 2m2, mặt ghế sử dụng 50cm. Đấy các bác thấy không? Cái vân của nó hoàn toàn tự nhiên nhé, đây là dạng mộc mạc. Đấy, chứ không có chắp ghép đâu nha các bác. Ván dày 4 phân, đục lòng chảo kênh bong. Đấy các bác thấy không? Rất sắc nét. Sửa tay 100% các bác nhá. Đục máy đấy. Yếm thì rơi ngậm thọ. Đấy, từng cái chỉ một. Từng cái đố, từng cái thang. Kể cả cái đuôi nó cũng mềm mại nha các bác. Những cái bộ hàng mà các bác đặt ấy, thì giá thành nó sẽ cao hơn những cái bộ mà có sẵn tại cửa hàng nha các bác. Bởi vì theo quy cách yêu cầu của các bác. Tay cuốn này các bác. Đục hình thức xoắn ốc 94 nha các bác. Những cái bộ trường như thế này á, các bác về thêm tiền làm nguội rồi sơn PU khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi hoặc 3 triệu tùy quái cước các bác. Đây là em mới nạo một vài cái chi tiết nhỏ, với lại sửa lại cái đầu tay cuốn cho nó tròn đẹp. Bây giờ khách từ trên Hà Nội khách bốc lên xe đây các bác. Ở quê em thì nói thật với các bác rằng là đóng trường kỷ là chuyên nghiệp rồi. Cả làng đóng trường, bình quân mỗi một ngày cái làng nhà em ra khoảng gần 100 bộ trường các bác. Bởi vì số lượng đầu thợ rất lớn, số lò rất lớn các bác nhá. Gỗ thì nhập khẩu. Đấy. Chân 12 chỉ các bác thấy không? Vuông góc 45 độ. Đấy, bắt. Đấy, cái tay này. Đó này. Chỉ quy cách công thức nhìn thì đơn giản thôi các bác, nhưng mà nó rất là nhiều chi tiết nhỏ ở bên trong. Các bác không thể tưởng tượng nổi một cái chân trường đơn giản như thế này, nhưng mà nó đến mười mấy cái mọng bác ạ, mười mấy cái mọng luôn. Nhấc lên nhấc xuống phải đến gần 30 lần mới ghép được vào thành cái bộ trường này. Đấy là chỉ một cái chân thôi đấy các bác nhá. Gỗ tự nhiên. Chứ quê em không có đóng gỗ công nghiệp hay gỗ dán, gỗ ép đâu nha các bác. Đấy. Các bác này, kênh bong này. Đấy, cái ngón út của em móc vào trong luôn. Đây nữa này, các bác nhá. Đây gọi là kênh bong này. Đục lòng chảo, tức là nó như là một cái chảo ngày xưa đấy các bác. Nó trũng xuống nó như này. Đấy, lá sen các bác thấy không? Cái ván hay là cái vách này gỗ đủ dày thì mới đục lòng chảo kênh bong được nha các bác. Đấy, từ cái con cò, mỏ con cò này. Đấy, bộ này làm nguội rồi sơn PU nữa thì tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn. Tổng kho chúng em là trên 200 bộ. Bên em có 4 kho, đây chỉ là một cái kho thôi. Còn 3 kho nữa các bác nhá. Đấy, những cái bộ hoàn thiện sẵn bọn em cũng có luôn. Chúng em bán cả bình rượu bằng gỗ sồi nha các bác. Từ 10 lít đến 200 lít. Chúng em bán thêm cho vui thôi. Chứ chủ lực vẫn là mặt hàng trường kỷ. Các bác nhá. Cái bộ trường như thế này thì giá nó dưới 30 triệu. Các bác nhá. Dưới 30 triệu đã hoàn thiện rồi đấy. Các bác nào có nhu cầu mua trường kỷ thì liên hệ với em. Với cái giá thành hợp lý cho các bác. Tiền ít nhưng mà vẫn có hàng đẹp để ngồi các bác ạ. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhá.